Đà Nẵng bà con, dân người ta tắm biển quá chừng nè, tắm biển quá chừng. Ở Quy Nhơn nó thì nó có mở đèn sáng trưng thì đất ra cho người ta ra tắm, còn ở đây thì không biết nữa. Nước ở đây tương đối nó sạch hơn, ở đám Quy Nhơn nó xanh hơn, còn đám này thì tương đối nó cũng được, nó không có được trong giống như ở cái cà Kỳ Cọ quá trời đã trong đây, nước xanh ri. Ở đây thì nước nó cũng như ở đây rồi, Sam nhìn thấy thì nó cũng hơn của Quy Nhơn. Quy Nhơn nó đục đó. Ở đây thấy du khách tới nhiều, thấy du khách tới nhiều, hotel nó mọc tá lạ hết nè. Hotel nó mọc chỗ nào nó cũng có mặt hết. Thì cái công viên nhỏ để người ta có chỗ giữ đồ cho người đi tắm biển này kia nữa. À ok, không sao. Để lát nó đứng đây mình chờ hả không? Đó, thì bây giờ mình dạo đây mình coi thử, quay cho bà con thấy nha. Cái cảnh sắc của Đà Nẵng đây nè. Đây cảnh sắc Đà Nẵng đây. Thì chỗ nào người ta cũng mở hàng quán hết á. Thì mấy cái hotel thì nó có những cái hàng quán để cho người ta ăn. Rồi ở nhà đám đây có mấy cái cà phê nhỏ nhỏ, quán cóc á, người Việt Nam người ta gọi quán cóc nó chút à. Đó, hotel mọc quá chừng bà con, loại cao cấp không à, cái này chắc phải 4-5 sao gì đó, 4-5 sao gì đó bà con. Ở đây tụi Tây Xuân nó tới nhiều. Ở đây tụi Tây Xuân nó tới nhiều lại nhiều bà con. Ở đây nhà hàng Mỹ Hạnh thì ăn hải sản tươi sống. Thì ai mà muốn ăn hải sản thì tới đây gần khách sạn kia tao mà thưởng thức. Thấy mấy ngày hôm nay đi ăn đồ biển nhiều. Đồ biển nhiều rồi kiểu Việt Nam thì hầu hết là tôm rồi mực. Tôm, mực, đầy cá, mấy cái đó thì chỗ nào người ta cũng mình đi ăn mấy chỗ nào nó bỏ ra để ăn lẩu. Đó, bên này khách sạn quá chừng nè. Nói chung thành phố này tương đối sạch sẽ bà con ạ. À, sạch sẽ tại vì nơi du khách thì người ta giữ gìn sạch sẽ. Rồi nghe ông trưởng đoàn nói là cái hội đồng thành phố đây thì cũng chơi đẹp lắm. Những cái tiền mà tiền du lịch người ta kiếm được thì người ta cũng tài trợ cho các trường học, rồi những học sinh nghèo này kia người ta tài trợ cho đi học không có tốn tiền. Đó là cái điểm son của cái thành phố Đà Nẵng này. Thì hy vọng các cấp chính quyền các thành phố khác có thể áp dụng theo để cho dân Việt Nam có cái học vấn cao. Tại dân học sinh tuổi trẻ Việt Nam học rất là giỏi, người Việt Nam giỏi, nhưng mà tại gặp không có đúng cái môi trường người ta không phát triển được. Nó thành phố bây giờ đang hiện tại giờ là 6 giờ rồi đó. 6 giờ thì lát nữa 6 giờ rưỡi bắt đầu mình đi ăn. Đó. Đó là mình dạo một chút xíu vào bờ biển này nè cho bà con thấy cuộc sống như thế nào ở Đà Nẵng đây. Vừa rồi mình có đi coi qua một vài chỗ, thí dụ như
Thì tối nay khi mình ăn xong bắt đầu mình đi coi cái cầu mà có con rồng phun lửa đó. Nhưng mà người ta nói ngày hôm nay ngày thường người ta đang con rồng nó tiết kiệm nhà sức lực của nó không dám phun. Nó chỉ phun vào cuối tuần thôi. Thì hôm nay không phải cuối tuần nó thành ra rồng nó không có phun. Rồi người nào mà muốn đi tới phố cổ Hội An á thì tự túc đi và không ăn bữa ăn tối với họ. Tại vì có thể trễ quá rồi thì phố cổ Hội An sẽ đóng cửa hay sao đó mình không biết. Thì một số người hỏi mình có đi không, rồi hỏi một cái cầu rồng mình cũng chưa đi nữa, thành ra mình không muốn. Tại đi tới phố cổ Hội An thì nó chỉ có một cái phố cổ thôi, mình dạo thì cũng chán nè. Còn mình muốn quay những khung cảnh thiên nhiên rồi cái cầu rồng mình chưa biết nữa, thành ra mình muốn đi coi để quay cho bà con biết. Còn cái phố cổ thì nó chỉ là một cái dãy phố, bởi vậy cũng không có nổi hứng hào hứng cho mình lắm. Đường sáng người ta cũng đẹp quá chừng, đi xe cộ chạy tương đối nó không có xô bồ giống như Sài Gòn với Đồng Nai. Cuộc sống ở đây có người ta quay có bộ văn minh. Tới đám mà đường xanh đèn đỏ hay là đám dành cho người đi bộ á, họ cũng tránh chứ người không có vượt ào ảo như mấy nơi khác. Ở đây có cái căn nhà gì thì mình chẳng biết nữa. Cái căn nhà gì nè, để mình đi một vòng thử coi sao ha. Mình đi vòng thử coi bà con thấy thế nào. Để coi thử coi, mình gần tới cái đầu nó rồi. Để coi nó là cái gì. Ồ, ở đây người ta biết toàn tiếng tàu không à? Có thể đây là một cái đền gì đó. Cái đền, cái lăng miếu gì đó. Cái gì Lăng Bà Mỹ Khê. Vậy là cái lăng này, cái ngôi mộ mà chôn cái bà gì mà ở Mỹ Khê nè. Viết toàn tiếng Tàu không, ở trong có tiếng Việt, nhưng mà mình thấy quay về cũng đủ rồi. Mình không có đó, đây là cái lăng đây. Viết tiếng Tàu, tiếng Hán hay tiếng gì đây nè. Chắc có lẽ là hồi xưa nó là một bà gì của quan viên của chính của vua chúa ngày xưa đây. Ok, mình thấy chỉ quay vậy không, cũng không có gì. Mình tắt máy nha, để lát nữa cái nào mà hay á mình quay cho bà con thấy cái cảnh sắc ở Đà Nẵng. Rồi bye bà con.